Chú ơi đẹp quá hả? Ủa chú, cái bãi này gọi là bãi gì chú ha? Rồi chú giống con rồi. Em cho anh hỏi cái bãi này gọi là bãi gì em hả? Bãi này gọi là bãi gì? Bãi này á? Ờ. Bãi tới. Ông tới hả? Thiên. Thiên tới à? Đây là bãi Thiên tới nè quý vị. Ủa cái đó là mình đổ cái gì với em? À. Chào con. Đây là bãi Thiên tế. Bãi gì? Thiên tế. Thiên tế hả? Thiên tế có nghĩa là ngày xưa, một là ở trên núi người ta nói có nhiều cây thiên tế, cái thứ hai là do mà lúc mà Nguyễn Ánh á chạy Nguyễn Huệ á ra đây nè, thì ở trên đó có một ái ghi nên gọi là thiên tế. Cái đó là hai, một trong hai cái sự tích ở đây. Dạ. Không, mình quay ở đây đi. Dạ, đang dạ. Ủa chú, cái này là mùa nào mình cũng đi hết hả? Mùa nào cũng đi hết. À dạ. Cái mùa nam còn đi dữ nữa. Mùa nam ghẻ nào. Ở chú, mà thường là mình đi khoảng một chuyến gì là bao lâu chú ha? Chiều sáng đi chiều vô à. À sáng đi chiều vô hả? Thường là mình đánh được loại loại gì nhiều chú, mực, tôm hay là? Cái này là lưới, này lưới quýnh ghẹ. À quýnh ghẹ thôi hả? Ờ. Dạ. Với ốc. Vàng ốc à. Ốc bự bự á. À đó là dạ. Nó dính. Wow, quá trời dính. Dạ con cảm đó, ơn. Cái con đó là con này là gì cô hả? Con này là con sò gai nè, mình bán khách du lịch đồ cũng mua luộc ăn nữa chị. À luộc ăn nữa hả chị? Ra mua mấy con này là luộc ăn. Khách du lịch trong bờ ra đó. Dạ. Mấy cục cục đó là sò đá. Con này là sò đá mình tự thịt ra. À cái này là sò đá. Con này là sò gai. Mấy sò gai. À có gai là sò gai. Ờ gai là sò gai, nó có cái còi bự, con bự. Dạ. Ừ. Sao vậy em? Dí cho con đi vô chặn cái ha. Wow. Ừ, đi từ từ nha. Ồ, oh, quá trời đẹp. Chị, cái này là ồ mình lấy mấy con sò đó ra để gỡ vô đó. Cái đồ này dơ này nó dính cái này, gỡ rồi à. Đây đánh lưới tiếp. Dạ. Dính gì dơ này gỡ ra. Mấy năm nay du lịch mình đỡ hơn không chị? Cũng lai gai. À là chị có làm thêm cái gì ngoài cái này không chị? Ông xã thì đi biển, còn à. Ở trên nhà thì gỡ này xong. Dạ. À, có nhiều bà con lòng quá ha. Dạ. Nam thì lại đi đánh lưới thôi. Đánh lưới. À, dạ. Ủa chị, rồi mấy cháu là học ở gần đây không hay là học ở xa? Ở trên đây cũng có trường tiểu học ở trên đây. À dạ. Rồi ba thì lên trên bãi nhà. Bãi nhà A hay là bãi nhà cũng ở đây luôn phải không? Hay là ở đây luôn nhưng mà ở trển nó chỗ cầu cảng bến đò ở trển á. À vậy là mình đi bộ hay là đi bộ? Đi xe đạp hả chị? Đứa nhỏ đi xe ôm nhưng mà xe tháng. Xe tháng hả? Một tháng mình vậy là mình mướn bao nhiêu? Tháng như là 300. Xin đi tháng 300. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Ở đâu ra đây? Dạ, em ở Gạch Giá. Ở đây là các bác đang sửa tàu để mà chuẩn bị ra khơi.
Ủa bác ơi, cái này mình sửa bao lâu rồi mới xong bác ha? À, năm cái bữa vậy hả? Dạ. À dạ, chiếc này nó bị lủng rồi. Dạ. Chú chú làm mình kìa. Đây đẹp, cẩn thận nha, đi từ từ. Không, phải cẩn thận. Tại vì ba cái này nó cũng nguy hiểm. Đối với chú là bình thường, nhưng mà đối với con là nguy hiểm. Chú đi quay phim. Đẹp ha. Nắng vậy chắc là nước đây nó cũng ấm. Chú cứ chiều quay như chứ. Bữa đó em leo lên đỉnh gì mà em chạy điện tay mất cự lắm. Dạ, ngày mai tụi nó nói đi lên đỉnh gì cả đi không? Dạ đi. À, đỉnh là cái dốc khó đi lắm thôi, dốc lớn luôn á. Đỉnh Ma Thiên Lãnh. Đỉnh Ma Thiên Lãnh. Có 450 mét rồi chị ơi, đâu có cao vậy đâu. Cái thằng rồi địa phương đây đó, nó nói là đi về 6 tiếng đó. Đi 6 tiếng là nó nói vậy thôi, chứ dằn leo núi ở đây leo có 15 phút. 450 thước đâu có cao đâu chị. Em đây núi sập cao hơn núi đó mà em chạy xe lên trển luôn à. Chạy bàn tay lên trển. Không nói không cao đâu chị ơi. Kìa chị coi đó, đỉnh ở trên đó đó. Trên đó đâu có cao. Dạ đúng rồi. Phải không? Có nghĩa là cái đỉnh cao nhất ở đây là giống rồi đi. Cái con đang chơi gì vậy? Đang chơi gì? Đây là những cây chuối trên đảo nữa quý vị. À, những ngôi nhà trên đảo. Ủa, chú đâu không quay cảnh này mà chú? Không, chú đang quay cảnh nhà bình thường mà, chú đâu có quay cái. Đúng không? Wow. Ủa cô, đường này là đường lên đỉnh Ma Thiên Lãnh hả cô? Ma Thiên Lãnh thì đường kia đi. À dạ. Ủa vậy là khu này gọi là khu gì cô? Bây giờ dạ anh chỉnh đi theo đường này nè, có cái lộ rồi đi tẹt lên. À. Ủa mà con hỏi đỉnh đó nó cao không cô? Không biết nữa. À dạ. Đi gì đi cứ để anh cho đi trời. Không. Con quay cái này thôi. Dạ. Đây là những cái cây cổ thụ ở đây. Ở đây có cái trường mầm non nữa nè quý vị. Đây là trường mầm non Sa Mai. Ấp Bảy Nhà A. Lại Sơn, Kiên Hải quý vị. Trồng ít nhiều, khi trồng không này cũng ít rồi, cái này có 500 cây à.
2 triệu rưỡi hả? À, bị ba con sùng nó cắn nhiều quá, sùng nó ăn nhiều quá. Chồng nó bưởi chạy lính lính. Tham quan nghe, tham quan vườn hoa luôn. Ủa chú, ở đây mình trồng này rồi mình cây ăn quả là mình trồng cái gì với chú? Cây đây, cây lùng mứt. À lùng mứt. Bưởi. À dạ. Ủa cái này có bán không hay là chỉ ăn ở nhà thôi chú? Có trồng có cây này à. À dạ. Rồi còn ba cái ổi thì ổi này Tết kịp không chú? Kịp, mấy năm nay là trồng ổi ở đây nha. Cái này là phân hả chú ơi? Hoa qua rồi chú bỏ. Cái đó phân hả chị? Sao phân bị được? Ủa cái này là bán của nhà ngoài. Cái này là chú trồng mấy năm rồi chú? Chú trồng mấy năm nay cũng 5 6 năm rồi. Vậy là bắt đầu mình trồng là trồng từ thời điểm nào chú cái này? Là nó trồng vòng 2 tháng à. À 2 tháng hả? 2 tháng là thu hoạch á. À dạ, được bao nhiêu gốc qua này chú ha? Cái này mới 500 cây nè. À dạ. Dạ cái này là tôi trồng mới có cái trái tôi gì trồng thử đó. Không có lên không đó. Dạ. Rồi tôi để trong chậu này nè. À đó. Mùng 5 tháng 10, mùng 5 tháng 11 tháng mới có đâu tháng rưỡi nè. À mình cũng phải trồng thử trước hả chú? Bị trồng thử cho nó coi bông có lên không đó. À mình dạ. Mùa về khi nó không lên nó chừng mình trồng cái là miễn mà trễ cái là nó chỗ không kịp. À dạ. Đó, cái này là mới có tháng rưỡi nè. Dạ. Tháng rưỡi mà tôi ngắt bỏ một đợt rồi nha. Dạ. Tôi ngắt bỏ là một đợt kế đây rồi nè, nó ra bông như vậy đây tôi ngắt bỏ nè. Dạ. Nó rồi bây giờ nó mới ra tược nhiều như nè. Cái gì cái này là trồng tháng rưỡi rồi đó hả? Ờ này mới tháng rưỡi nè. Dạ. Nhưng mà gì là nó nở sớm rồi. Không, cái này mình trồng thử. Dạ. Trồng test trước. Bây giờ hồi lúc mua hột về đó mình đương thử coi nó có lên không đó. Dạ. Rồi kệ mình đương bỏ hết trồng đại đây. Vậy là cái đó mới đúng á đúng không? Cái đó là ngày Tết á. Vậy là trồng trước đó đúng 2 tháng thôi. Đối đối 2 tháng à. Đúng 2 tháng à, coi chỗ bông á. 2 tháng là thu hoạch luôn á. Vậy là khí hậu ở đây là vậy chứ ở trong con. Ở trong á là trễ hơn. Ờ trễ hơn. 2 tháng rưỡi. Ở trên nó trễ hơn. Còn ở đây nó là kể như là 1 tháng 25 ngày đó là nó nhổ gỗ rồi đó. À dạ. Bị nó nóng, sức nóng. Dạ. Ủa chú ở đây là mình trồng cái này rồi chú có đánh bắt thủy sản không? Một lần thì có, bây giờ giao cho mấy nhỏ hết rồi. À bây giờ là chủ yếu là mình làm cái này thôi. Tôi ở không, ở trên bờ làm gì để trồng chặt vậy nữa. À dạ. Cái này là mình cung cấp cho quanh đảo, bà con quanh đảo trời không? Ơi, ba không đủ nữa chú ơi, đem bao nhiêu đây chứ còn là tới chừng mà bán rồi đó là tài lợi tôi kiếm không có, không đủ bán, năm nào gì cũng dạ. Đủ bán đâu. Vậy đó hả? Ừ. Dạ. Có 500 dạ. Cây à. Ờ, chăm sóc cái này nó cực không chú? Tết cỡ nhiều chứ. Là vô một cặp như vậy đây nè, là 100 ngàn cặp nè. Ừ. Cũng giống như trong đất liền. À, trong đất liền của mình. Cầm 100 ngàn đó, là dạ. Năm rồi đó nha, mấy năm nay sao nữa. Cũng tùy theo như bông tốt á, thì tỉ như mình theo ở chợ, nó chở gì nó bán á. Bán ở đây nè, rồi mình cũng dịnh giá mình bán, cho còn mình bán mắc hơn người ta thì... Người ta mua cái kia hả? Dạ. Ô, ổi này là ổi hả? Ổi này kêu ổi lê nè. À, ổi lê hả chị? Ủa chú cái này có... Chụp chị rồi chú. Dạ. Một bài cái đồng mắt. Con cảm ơn chú. Dạ. Đây là vườn mít nè quý vị. Dừa. Phân gì chú? Mình bao lâu mình mới thả rồi đãi phân một lần? Cái này bỏ một lần một này thôi nè, rồi bắt đầu cái khoảng cả một tuần cái mình quậy cái này ra cho nó tan hết á, rồi mình tưới ha. Cái này mình bỏ là mình lắp gốc lại để cho nó tốt nè. Mới trồng bữa 12 nay nè, mới có mấy ngày nay nè. Dạ. Từ ương hột ra đó hả? Không, ương hột đi ra. Ôm, bà cao ôm sẵn cái trong kia rồi mình cứ cháy xuống. À. Thôi. Ủa chú rồi nước ở đâu mình tưới chú cái này? Cái này tôi có cống dây ở trên đầu chỉnh gì vậy?
À ống dây về hả? Dạ. Về nhà đó rồi bắt đầu xả bồn trong nhà đó, bắt đầu nó lại xả cho bồn ra cái ống ra đó. Mấy cái dừa đây tốt. Kể cái dừa của người ta đó chị. Nước ở đâu? Ủa, nói chị trên núi. Ủa, cô vậy vậy là chú cái nước sinh hoạt hàng ngày là mình lấy ở đâu? Ở chảy nó không đó. Cháu về nó chảy gì à? Rồi chị chảy về đây hết. Dạ. Chảy về tối ngày sáng đi không chảy hoài gì đó. À vậy là nước đó mình sử dụng lên sinh hoạt rồi uống ăn uống luôn. Nước nó sạch ngon lắm, nước suối mà trên núi trên cách lây được 1000 ngoài mét trên á. À vậy đó hả? Trên kia. Dạ. Cao lắm. Vậy là bà con ở đây là đều sử dụng cái nước ở trên núi không đó. À nước dạ. Mà ấy trên còn ở dưới dạ. Chợ thì nó cũng xài nước uống thôi chứ còn theo mấy cái nhà trọ thì xài nước giếng hay gì á. Đào giếng. Vậy là rồi điện điện thì 24/24 không chú hay là có quốc gia điện 24 luôn á. Điện, điện trong bờ kéo ra luôn đó. Dạ. Những cái đường xây nhà kéo ra. Cái này con đang quay chú nè. Rồi con cảm ơn chú. Cái chất thân đó nữa, cái đó là ba cái xác cà phê á. À. Ba cái xác cà phê rồi trộn lộn dưới đất này. Trộn lộn dưới đất cát này là nó mới tốt. Mà xác cà phê không thì nó cũng không tốt nữa. Nó cà phê xác trà nữa. Cà phê với xác trà lộn vô được hết trơn à. Mình lấy xác cà phê ở trong đất liền, nếu mà không có đất thịt này thì mình lấy xác cà phê mình trộn với xôi dừa được không chú? Được. Cái xác cà phê gì chứ tốt lắm, tôi trộn xác cà phê không nè. Ở trong đó nhà đất hiếm quá. Mua không có đất. Giờ cái xác cà phê đó rồi trộn lộn lại với đất. Tôi trộn với đất rồi cô tiếp cô trộn bằng xôi dừa còn ngon nữa. Trồng kiển rồi đó. Đi kiếm mua đất không có, cái nó bán cái xôi dừa xay ra chú. Cái vỏ dừa nó xay ra. Mà cái xác cà phê rồi cô trộn vô cô nữa, trộn dừa dừa vô ha, đừng có trộn vô nhiều quá. Đó là tốt dữ lắm, cái xác cà phê mà phải ủ lại nha, đừng có làm liền nha. Cô để trộn khoảng lên xong rồi mình ủ lại. Không, cái mà xác mới á. Là cô đừng có để trộn liền, khoảng để chừng vài 3 tháng sau á, hai trộn đó. À vậy hả chứ. Ừ. Chứ còn trộn liền là nó không có tốt đâu. Đó tôi đổ ngoài một mớ mà đó rồi đó, ít cách nay cũng gần cái tháng rồi đó. À vậy đó. Đó đổ ngoài đi chứ đó rồi bắt đầu nữa mình mới gom lại đặng trộn với đất. Bắt rau bên kia đẹp kìa chị. Bên kia. Vô cái này bên thì nó đẹp. Thì lấy cái thùng rồi, bên đây dính cái thùng không đẹp, qua bên cái góc bên kia mới đẹp. Chỉ cái đó thì lấy nửa thân trên đẹp. Ủa ở đây nếu mà vậy buổi tối thường bà con mình ngủ khoảng lúc mấy giờ chú? Ở đây có khi là có người có nhà thì ngủ 9-10 giờ, có khi nhà 7-8 giờ không chừng đó. À ở đây giống như đất liền. Bây giờ cũng hiện đại rồi chứ đâu phải như hồi xưa. Không, hồi xưa ngủ chắc sớm. Cái nhà tôi rất trong á. À dạ. Ủa vậy là đất này là đất chú mướn hay là đất mua? Mua đất. À. Đất ở ngoài này rẻ không chú? Bây giờ mắc rồi coi, bây giờ 1 mét vuông 2 triệu. Mắc vậy hả? Ừ. Vậy mắc 1 mét vuông 2 triệu là ở trên này đó nghe. Mà còn giặt ở dưới bãi là 1 mét vuông là cầu cỡ 10 triệu á. Cao dữ vậy. Vậy là bây giờ người ta đầu tư du lịch nhiều. Bởi vì ở dưới là giờ mắc lắm đó. Nó bắt đầu phát triển du lịch. Ở dưới là cái chủ đó bây giờ cái miếng đất đó bị ngang có... có 6 mét 7 mét gì đó mà bề dài 22 mét mà nó bán ta trả 3,5 triệu mà nó chưa bán nè. Trời ơi mắc chịu chết thôi. Ừ còn cái này là mắc hơn đất liền luôn á. Mắc hơn đất liền bây rồi giờ đó. Là có giá gì lắm. Dạ yeah, vậy là phát triển du lịch. Yeah. Cái cặp mé lộ này nè, mép bên đó cái chủ đó mới bán là mét vuông 2 triệu đó. Ồ công nhận có giá ghê. Ở đó tôi mua cái miếng này thì nó rẻ. Dạ. Mua lâu rồi, tôi mua này 6-7 năm rồi. Dạ. Mua đó có sắt 7 triệu. Mà được nhiêu mét vuông chút cái này? Cái này 440 mét vuông. Mà đất là đất vườn hay là đất trong cây lâu năm? Bây giờ như tỉ như là chú làm giấy thì phải đất nông nghiệp. Rồi bắt đầu mới quay lại là đất thổ cư. À, chứ còn nó không có làm liền với chú đất thổ cư đâu. Dạ. Đó. Ờ. Là cái này giá đất cao nghiệp. Ờ, nông nghiệp rồi bắt đầu quay lại đất thổ cư. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Ở nhà trọ của chú giá phòng là 250. Đây là phòng 250 phải không chú? Rồi. 250 mới lạnh á. Dạ. Còn
Ngoài này là phòng 400 phải không? À 400. Dạ. Rồi 400. Ừ. Cứ quay vòng vòng hết đi, mấy bạn hết dạ. Luôn đi, cỡ này. Dạ. Ồ, đẹp quá. Máy lạnh hết á. Dạ, phòng nào cũng máy lạnh hết. Là có toilet ở trong hết. Có toilet hết. Dạ. Ngồi trên lầu luôn nữa mà được, trên lầu khỏi đi. Thôi rồi. Ừ. Dạ. Ồ. Phòng này 2 giường. Dạ. Cũng cầu tiêu cầu tắm luôn. À, dạ, dạ. Mở cửa ra thì cầu tiêu cầu tắm hết. Quá đẹp rồi chú ơi. Đây là ở ngoài nè quý vị, rất là thoáng mát. Ôi đẹp quá chú ơi. Dạ. Đây là vườn nhà chú luôn. À vườn nhà luôn đó, mày ra tới qua tới mấy dừa bên đó hết á. Dạ. Ồ. Con cảm ơn chú. Dạ đây là chú. Rồi con cảm ơn. Dạ con xin phép luôn nha. À. Mốt chắc phải đeo trên nóc bảo hiểm rồi chị. Rồi ok, lên đường. Đang quay này chị. Quá à. Sao mà đẹp quá vậy? Cà. Cho số nhỏ mới được. Rồi hay là mình chạy lộn rồi. Ủa? Ai biết sao có thể cho mai cái chiếc xe xe tốc tốc á, đi theo xe đó. Lộn hả? Vậy chứ sao? Ai biết đường nào đâu đi. Ông đang chạy vòng đảo, đang chạy vòng đảo. Sao chị? À, nó chạy vòng nghỉ. Ủa lại nhà nghỉ rồi hả? Vậy mình đi ngược lại. Vậy mình chạy luôn hết cái đảo này, mình chạy lại nhà nghỉ. Đi với thằng Lâm nè. Thằng Lâm nó đâu biết đường đâu. Kìa. Rồi rồi. Gì nữa. Cũng theo luôn rồi. Mọi người đều chạy xe túc túc hết trơn rồi. Chạy theo xe túc túc rồi. Mọi người đều chạy xe túc túc hết luôn, nguyên đoàn chạy theo hết rồi. Có ảnh đi riêng nữa đó. Đang đợi nhà nghỉ hả? Ủa vậy là mình đi riêng phải không? Cái này người ta đi luôn rồi. Ủa thấy người ta đi riêng mà, ủa đi nè. Đi rồi mà, người ta đi luôn rồi. Cái gì ta biết không? Lên ra nói với người ta. À. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa. Nghe nghe, lại đây. Cái nhà này mình đi về hay đi đâu? Xây xong rồi cái nước không chảy bên đây, chảy đầy. Đi. Nè ướt mông nè, ướt mông nè. Đẹp quá chị ơi. Ok. Mày gọi là quay gái. Ủa mà mình biết đâu mình đi dữ vậy chị? Biết đâu mình đi vậy? Thôi mình chạy trước đi, mình ngắm trước đi chị ơi. Để mấy anh. Đi nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nó sao kỳ vậy? À.
hả? Như em chạy số 1 á không được. Em phải lên dốc em chạy số 1 rồi em thấy số. Đáng lẽ là em chạy số 1 thì đúng rồi. Mà sao ra số 1 nó bị gì á? Dạ dạ, để từ từ. Em cho nó số 2 ổn không? Tại thường á là xe của em chạy số 1 không à. Cái đó chắc. Mỗi xe nó chắc nhẹ. Ừ, không ra nó hơi lạ. Ồ ồ ồ. Mấy cái đường này là để đi ra. Ừ, khỏi cần ấy. Rồi. Chưa đi được nè. Không, mình chạy từ từ thôi chưa. Chút nó mới ổng vượt mình nè. À. Trời ơi, làm gì selfie ở đâu, selfie dữ vậy trời. Rồi. Wow, mấy cái cây nó quá trời đẹp luôn. Thôi mình đây mình chờ đi chị. Không thấy ai ở chừng, ghê quá. Ủa? Sao bị rớt dốc vậy? Bớt thắng chứ. Ủa? Tại sao? Ủa vẫn còn dốc hả? Để em thử coi. 21 chế cái chiếc xe của mình đó. Không, của em á là có nón bảo hiểm rồi gắn ở trên thành xe luôn. Dưới đây như nó đều hơn. Đó. Rồi mình sẽ bật. Đây chị. Có nãy cái cung đường nãy đẹp hơn hả chị? Cung đường đầu quá. Điểm selfie lý tưởng. Bay quá. Đây là đang ở trên nhìn xuống nè quý vị. Ở phía dưới là con đường đang làm đó quý vị. Xích vô. Cái này không có chơi được, không có chơi được. Luôn. Ok, cái này sao phê đẹp. Cái này đây em.